Nô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện diện trên pháp tòa, đó là Đại Đức Giảng Sư Thích Đạt Lý, trụ trì chùa Từ Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mời toàn thể quý Phật tử chúng ta cho chàng pháo tay để cung đón. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư niệm Phật cầu gia hộ. Xin mời đại chúng chúng ta đồng niệm Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng trụ trì chùa Bửu Liên, kính bạch chư tôn đức tại bổn tự, kính thưa toàn thể đạo tràng. Chúng tôi có được nhân duyên đến đây với quý vị. Lần đầu tiên chúng tôi đến đây, từ khi cha sinh mẹ đẻ giờ tôi mới bước đến đất Cần Thơ này. Hơn 50 năm rồi tôi mới bước đến đây. Thì bản thân chúng tôi không muốn giới thiệu nhiều, nhưng mà cũng nói sơ qua cái điều mà chúng tôi muốn nói để chia sẻ với quý vị. Thứ nhất, ở đây nó là thủ phủ của Nam Bộ, Cần Thơ tức là thủ phủ của Nam Bộ. Còn tôi nó thì là dân miền Trung, dân Quảng Nam, cũng gọi là khúc ruột của miền Trung. Thành ra nó là cái thổ ngữ, cái giọng nói đôi lúc nó làm cho quý vị khó nghe. Mong rằng quý vị cố gắng hoan hỷ cho. Nếu chỗ nào không rõ nữa, thì quý vị mô Phật, bà thầy con có ý kiến xin hỏi lại, tôi rất là vui lòng. Đặc biệt đó, chúng tôi, quý vị, chúng tôi không dám cho mình là giảng sư, mặc dù chúng tôi có bằng cấp đường hoặc. Chúng tôi trên đường đi xuống đây, chúng tôi biết được Thượng Tọa giảng trụ trì, Hòa Thượng trụ trì đây là một giảng sư lừng danh mà tôi ngưỡng mộ. Thực ra thì xuống thì nghe, còn nghe rằng chùa của Hòa Thượng Minh Thành, tôi cũng thấy ra là ngày này là nổi tiếng đây. Quý vị được một vị thầy nổi tiếng mà dìu dắt thế này là quý vị giỏi lắm rồi, phước lắm rồi, đúng không?
Thì nhưng mà chúng tôi từ nhỏ, từ khi bước chân đi tu đến giờ nữa, thì chúng tôi cứ xem mình là không là cái con đinh rỉ gì hết trơn á. À, thành ra chúng tôi rất là bình thường, rất là đơn giản. Thành ra quý vị ngồi nghe pháp chúng tôi với chúng tôi đó, thì tôi xin phép trên hòa thượng trụ trì, ở dưới thì tăng chúng nơi đây, với các ban tổ chức đạo tràng, tức là để cho quý vị ngồi nghe cho nó dễ, là cứ quý vị có ngồi, quý thể ngồi thoải mái, bất cứ tư cách tư thế nào, miễn là quý vị ngồi thoải mái là được. Đồng ý không? Vâng. Bởi vì lỡ mà quý vị ngồi thoải mái đó, mà lỡ tôi có nói dở đó, thì quý vị cái ông thầy ông nói dở, mình ngồi sao cũng được ha, đúng không? Chứ mà lỡ mà quý vị ngồi trang nghiêm mà tôi nói nó không được hay, trời ơi, mình ngồi mệt muốn chết mà ông thầy ông nói dây nhất, đúng không? Đúng rồi. Đây. Bởi vậy họ Phật tử họ nói tôi khôn là khôn chỗ đó. Mà quý vị thấy có ai khôn mà mấy ông thầy không quý vị? Ít lắm. Bởi vì quý vị biết sao, mấy ông thầy đi ăn cơm gốp, trước hết là mình nói trước như vậy để họ không có trách cứ mình, đúng không? Thành ra tôi nói tôi phát nguyện làm cái chùa là làm chùa trăm cột. À, làm để làm gì? Tôi nói để cho Phật tử tới nghe pháp người nào cũng dựa cột nghe rất chóng khỏe. Thì như vậy đó. Nhưng mà có một điều đó, tôi dễ thì cũng thiệt là dễ, nhưng mà cũng có một cái điều để yêu cầu quý vị như thế này. Quý vị khi nghe pháp tránh nói chuyện riêng là điều thứ nhất. Thứ hai là không nên nghe điện thoại. À đấy, chừng đó thôi, không gì nhiều. Quý vị thấy dễ không? Dễ đúng không? Vâng. Bởi vì nó nghe pháp mà quý vị nói chuyện riêng thì làm cho mình không nghe được và người xung quanh không nghe được. Như vậy quý vị tổn cái phước của quý vị đi. Thấy chưa? Đấy, thành ra tôi không phải làm khó quý vị mà tôi sợ quý vị mất phước mà thôi. Đúng không? Đấy. Còn tôi thương mấy bà cụ lắm, mấy cụ già, tôi đi giảng khắp chỗ đó. Ngồi hồi đầu ngồi đàng hoàng trang nghiêm vậy, sao tôi giảng chạp cái ra giữa ngồi hết ngồi tường hết trơn. Bởi vì ngồi tha ngồi giữa mà nghe nó lâu, đúng không? Tôi biết hòa thượng đây á, ông tiếc cái khu vực của mình này nó cũng hẹp. Chứ đúng ra giảng đường xong bắt ghế rồi cho quý vị ngồi, mở máy lạnh rồi cho quý vị ngồi là thôi quý vị ngồi nghe. Có ông thầy có giảng dở đi chăng nữa quý vị cũng vỗ tay ồ mà hào, đúng không? À, thì thưa quý vị, lần đầu tiên đến với quý vị, chúng tôi cũng chả biết là quý vị thuộc cái dạng Phật tử nào. À, cái này tôi nói thật, không biết là quý vị thuộc dạng nào. Bởi vì kinh nó là phải gọi là kinh là khế kinh. Khế kinh là như thế nào? À, là trên thì khế lý, dưới thì khế cơ. Cơ tức là căn cơ của Phật tử, căn cơ của thính chúng. Nhưng mà tôi đâu phải thầy bói đâu. Vâng, tôi cũng dỗm lắm, thành ra chưa có chứng được lục thông, tôi chưa chứng được thông nào hết. À, thành ra chẳng biết quán căn cơ quý vị như thế nào. Thành ra hôm nay lỡ cái đề tài chúng tôi nói mà nó không hợp thì quý vị cũng ráng cứ 15 phút vỗ tay lần. Để làm gì? Để mình cổ động nhau chứ không gì hết. Bởi vì thời này là thời pháp thoại mà chia sẻ nha. À, bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị đi tu để làm gì? Tu để giải thoát, đúng không? Giải thoát đâu? Hả? Giải thoát đâu? Giải thoát cái thân này hả? Nguy hiểm quá, đúng không? Giải thoát cái thân này là giải chết, giải thoát sao? Không được, chết. Chết ai cũng sợ. Giải thoát cái tâm hả? À, cái tâm, giải thoát cái tâm. Nếu mà cái tâm mà giải thoát đó, cái tâm mà nó thoát ra khỏi cái thân này, liệu mình còn sống không? Giảng sanh á. À, quý vị hiểu chữ giảng sanh không? Đấy, thấy chưa? Giảng sanh mà nó phải nói cho đủ đó, mình thường làm biến. À, nói giảng sanh, chứ nó phải đủ là giảng sanh cực lạc. Giảng sanh cực lạc mới gọi là cái tiêu chí hướng về của mình. Chứ nói giảng sanh, giảng là về, sanh là sinh ra, tức là sanh về chỗ nào không biết, thấy chưa? Như vậy là sanh về địa ngục cũng là giảng sanh vậy, đúng không?
À, thành ra nó là sanh về Tam Bà cũng giảng sanh, nhưng mà mình phải bữa sau mình nói cho đúng là giảng sanh Cực Lạc Quốc. Cực Lạc Quốc tức là cái nước chỉ có vui thôi, không có buồn. Đó, bởi vậy quý vị, hồi sáng giờ quý vị thấy vui không? Vui. Vậy nó đã là cực lạc chứ cần đâu nữa, đúng không? À, đây là cực lạc. Cực lạc là đây, chứ không đâu xa cả. À, khi nào mình cười, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, đó là cực lạc. À, vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái đề tài là để sống hạnh phúc. Quý vị đồng ý không ạ? Nghe thì nó dễ lắm, đúng không? Nghe thì nó dễ lắm, nhưng mà khó sống, khó nói. Nói ra cũng khó chứ đừng nói là. Bởi vậy mấy đêm nay á, là nghe nói được xuống chùa Bửu Liên giảng, mừng quá. Mấy đêm nay suy nghĩ hoài không ngủ được. Mà quý vị đấy, không ngủ được mà vẫn tươi tỉnh như thế này thì thấy là người tu hấp dẫn chứ, đúng không? Vâng. À, bởi vậy quý vị ráng mà tu ha. Cứ tu là có hạnh phúc. Vì sao chúng ta đi tìm hạnh phúc quý vị biết không? Đúng, vì khổ. Vì chúng ta khổ quá đi. À, chúng ta khổ quá đi. À, thành ra chúng ta mới đi tìm hạnh phúc. Mà nếu đi tìm mà không biết cách tìm thì nguy hiểm hơn nữa, đúng không? Như chẳng hạn nếu chúng tôi đi xuống Bửu Liên đây mà chúng tôi không biết đường, chúng tôi không có người dẫn đường thì càng khổ hơn ở chùa Tự Văn nữa, đúng không? À, đấy, thành ra đi thì phải biết đường đi nước biết. Như vậy tu phải học. Ai đấy, tu mà không học là tu mù. Mà tu mù đó, mình nói mù thôi là đã thấy là đã khó rồi, đúng không? À, đã khó sống rồi mà huống hồ chi mà tu mù nữa, biết đâu tu, đúng không? Thành ra rất may mắn cho quý vị. Tôi nói không có ai có phước như quý vị hết trơn á. Được làm đệ tử của giảng sư danh tiếng mà tu hành đường hoàng chân chánh như thế này là quý vị là số 1 rồi. Thấy không? À, vậy mà không vỗ tay chào mừng ông thầy mình cái này. À, cái này, cái vỗ tay này là vỗ tay cho Hòa Thượng Minh Thành nha, chứ không phải vỗ tay cho tôi nha. Thấy không? Đấy. Thì như thế đó, chúng ta tu, chúng ta vì khổ, chúng ta tu. Quý vị thấy mình đi vô bệnh viện đó, đi khám bệnh đó, trước khi bác sĩ họ khám thì họ phải làm gì? Phải làm xét nghiệm, phải hỏi, đúng không? À, hỏi, rồi làm xét nghiệm. Để làm gì quý vị? À, để xác định bệnh, để tìm ra nguyên nhân của bệnh. Nếu không tìm ra nguyên nhân của bệnh thì bác sĩ dù giỏi cũng bó tay, đúng không? Nhưng mà tìm ra nguyên nhân của bệnh rồi thì uống thuốc dễ lắm. Đừng có nói thuốc Pháp, thuốc Mỹ gì, uống thuốc Việt Nam cũng bớt nữa, đúng không? À, đặc biệt là miền Nam của mình cây thuốc đầy đầy hết, thành ra đôi lúc không cần uống thuốc Bắc, thuốc Nam, miễn đúng bệnh về uống thuốc Nam cũng bớt nữa ha. À, thành ra đó là chúng ta đó biết mình khổ thì mình phải biết mình khổ do đâu. Thấy chưa? Do đâu? Do mình. Vậy là tự mình làm khổ mình. Vậy là mình ngu quá rồi, đúng không? Nói xin lỗi, đúng không? À, nhưng mà trong nhà Phật nói chuyện dễ thương lắm, không có nói ngu, không nói thô như tôi, mà gọi là vô minh. Vô minh là gì quý vị biết không? À, vô minh mình dễ, rất là giải, rất là dễ, rất là gì, rất là rõ. Chữ này dễ lắm chứ không có khó. Vô là không, minh là sáng. Vô minh tức là không sáng, mà không sáng là tối thui, không thấy đường đâu mà đi hết. Thành ra chúng ta muốn khỏi vô minh thì phải làm gì? Phải đốt đèn lên. Muốn khỏi tối thì phải đốt đèn, đèn lên. Này, phải đốt đèn lên mà đèn trí tuệ mới được. Chứ còn mà cái đèn mà trí thông minh bên ngoài đời nó gặp vô thế trí biện thông, nó làm giỏi lắm, nhưng mà nó chế ra gì? Hoặc nhân nguyên tử, rồi nó chế ra heroin, rồi u cha đủ thứ chuyện hết trơn. Đại, giết người không. Còn cái trí tuệ của chúng ta nó là trí tuệ giải, giải thoát. Ai, nhưng mà chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu quý vị biết không? Ấy. À, tìm hạnh phúc ngay chính ta. Bởi vì đâu? Bởi vì sai cũng do ta mà đúng cũng do ta. Ai, đã chưa?
Thành ra quý vị thấy không, chúng ta đi tìm hạnh phúc bên ngoài đó là tìm trúng đồ dỗm, đồ giả không à, đúng không? Mà ngay trong chúng ta có đó, mà tìm hạnh phúc tìm ngay trong chúng ta, dễ tìm, không tốn công đi lại, chỉ tốn công nhắm mắt ngồi liêm diêm chút thôi. Đúng không? Nhắm mắt ngồi liêm diêm là gì quý vị không? À, ngồi thiền, ngồi niệm Phật để làm gì? Để lắng động tâm, tâm tư, phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình, nhìn lại mình khổ chỗ nào, vui chỗ nào mình khổ, mình nhìn mình biết chứ. À, vì đâu mà khổ? Vì tham sân si. Tham cái gì? Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham sắc, tham tài. Mà nói nôm na gọi là ngũ dục. Ngũ dục. À, ngũ là năm. À, năm cái dục mà nó đặc trưng của con người chúng ta. À, mà chúng ta, nếu chúng ta bị lôi cuốn vào đó thì chúng ta sẽ khổ dài 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 dài. Thành ra em ơi, 60 năm cuộc đời rồi chưa thấy ai than rằng mình hạnh phúc cả. Ai cũng vô chùa gặp thầy: mô Phật, thầy ơi sao mà con khổ quá. Đúng không? À, như vậy đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị gánh nặng á, quý vị gánh nặng ha, tôi hỏi quý vị nha, câu chúng tôi rất là đơn giản, quý vị là người dân bình thường đúng không? À, thì chúng ta có làm lụng, chúng ta gánh nặng, sách nặng đúng không? Khi gánh nặng, sách nặng đó, khi nào chúng ta cảm thấy nhẹ? À, bỏ xuống là nhẹ đúng không? Rất là nhẹ. Như vậy đó, chúng ta buông đi thì chúng ta nhẹ. À, nhưng mà chúng ta có chịu buông không? Dứt khoát là không chịu buông. Sống để dạ, chết đem theo, không chịu buông. Đúng không? Dứt khoát không chịu buông. Buông nhưng mà tối mũi quá buông mùng xuống. Chứ không có buông. Thực ra nếu buông đó, tôi nói ngay quý vị, tôi nói thật quý vị, nhiều lúc tôi hỏi Phật tử: sao con chuyến này ít đi tu quá? À, con gia duyên ràng buộc quá. Hỏi ai ràng buộc con? Mình, chính mình ràng buộc mình chứ ai. À, lớn lên, nhỏ thì lớn lên cái nói không có chồng thì sợ chê mình ế, có chồng thì khổ. À, rồi kính dính nào, chỗ nào cũng dính khổ hết trơn. Thấy chưa? Bởi vậy quý vị là chúng tôi nói là quý vị là những người can đảm số 1. Còn chúng tôi như vị hòa thượng rồi là nhát gan lắm. Vì sao? Vì đâu có dám đối đầu với cuộc đời đâu, phải chạy vô chùa ở núp bóng từ bi. Vậy là quý vị anh hùng quá đúng không? Có anh hùng không? Anh hùng mà không dám nhận. Đúng không? Cái anh hùng này không dám nhận. Đấy. Nhưng mà mình biết bỏ. Tại sao mình không bỏ? Mình phải học cách bỏ. À, phải học cách bỏ. Mình biết, mình nhìn vô, mình biết mình tham. Vì cuộc đời này khổ là do tham. Tiền quý vị có muốn nhiều không? Đừng có nói là không, tới tôi đã còn muốn nữa. Thiệt chứ, đúng không? Ai cũng muốn tiền nhiều hết. Vậy tiền nhiều để làm gì? Đủ thứ hết trơn. Và cuối cùng cái khổ là do cái đủ thứ đó đó. Bởi vì do nó, có một nhà thơ nói rằng: tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Đúng không? Đấy. À, biết sai nhưng mà không chịu sửa. À, không chịu sửa. Mà khi muốn sửa thì sửa không được. Bây giờ sao sửa được? Hồi nhỏ đó, cỡ 18, 19 tuổi, biết hồi đó biết sai, biết là cha mẹ mình sai lầm, thì hồi đó mình vô chùa mình tu trớt đi đấy. À, chứ để dính cháu vô, dính vợ, dính con vô rồi sửa gì nữa sửa, đúng không? Hồi đó sửa, à khổ quá rồi, hết sửa nữa. Hồi đó mà muốn sửa thì sao? Chỉ có cách là tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong bằng mọi phương tiện để tu tập, chứ làm sao mà sửa được. Quý vị mà đi chùa riết đó, à, bây giờ cái chán đời quá rồi, đi chùa vô nghe ông tám em thầy giảng hay quá, vô chùa tu riết, về chồng có chịu không? Không dám đâu, đúng không? Không chịu, bởi vì phải ở nhà nấu cơm cho họ ăn, giặt đồ cho họ, rồi chồng rồi, phục vụ chồng rồi, còn phục vụ con nữa, con thì thương mẹ lắm, nhưng mà mẹ đi tu thì không có muốn, muốn ở nhà để chăn cháo cho nó, đó, khổ thế. Thành
thành ra có nhiều người nói cái thôi để con nuôi con lớn rồi cái con đi vô tu. Cái tu gì nổi mà tu, hồi đó có một đứa con, bây giờ thêm ba đứa cháu nữa làm sao tu. Hồi đó đứa con mà dứt không nổi, đúng không? Bây giờ thêm ba đứa cháu nữa sao tu nổi, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết như thế này quý vị. Đức Phật dạy, kẻ nào nói rằng đây là nhà ta, đây là đất đai của ta, đây là tài sản của ta, đây là vợ ta, đây là chồng ta, đây là con cái của ta, kẻ đó ngu si không nhận ra đạt. Mình biết chồng, con, vợ, chồng, vân vân là cái duyên. Nói cái nợ, nói cái Phan nói chữ nợ khổ à, cái duyên trước rồi cái nợ sau. Cái duyên đấy, nó cái duyên, nó nợ nó đi theo sáu cái duyên, quý vị thấy không? Đại à, vậy mà có một thi sĩ đã từng nói rằng thà một phút huy hoàng rồi dập tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Ai yêu là khổ mà không yêu là lỗ, thà chịu lỗ khổ chứ không bao giờ chịu lỗ cả. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Thầy nói quý vị nghe rõ không? Nghe được không? Vâng, đỡ buồn ngủ rồi đúng không? Hồi xưa tôi có đi học y khoa nhưng mà may mắn là tôi học nghề giải phẫu chứ tôi không có học nghề gây mê. Nói vậy thôi, nói dốc cho vui vậy thôi chứ có học bữa nào đâu, đi học đạo tiều nào giờ. Nhưng mà nói như vậy cũng đỡ là quý vị không bị chúng tôi gây mê là đỡ rồi, phải không? À, nhưng mà hồi nãy giờ rõ ràng là chúng tôi mổ xẻ đúng không? Mổ xẻ cho quý vị thấy không? Chỗ nào là khổ, cái nào là khổ. Như vậy, mình muốn sống có hạnh phúc thì không ngồi hai chữ tu và học. À, không ngồi hai chữ đó. Học để hiểu, hiểu biết. À, học để hiểu biết. Hiểu biết để làm gì? Tu. À, để thể nghiệm đó. À, quý vị cứ thử đi, vô bữa nay quý vị tu ăn lạc một ngày, mà nếu quý vị để cái chuông điện thoại nó reo hoài, nó rục rịch trong túi hoài, quý vị có ăn lạc không? Không, đó, chính xác là như thế. Thành ra, khi mà quý vị vô tu, từ nay về sau quý vị tập một điều, vô là tắt nguồn điện thoại. Tắt nguồn điện thoại, không để chế độ rung luôn. À, ngồi rung nó còn khó chịu nữa. Ngồi mà nó rung hoài trong cực lắm, đúng không? Không biết cái chuyện gì. À, nhưng mà tắt nguồn điện thoại, an lạc chưa? Chưa đâu quý vị. Không biết giờ này mình tắt điện thoại vậy có ai gọi tới không ta? Vậy là cũng không an lạc được. À, đây. À, bỏ nhà hỏi mà có an lạc được không? Chà, sáng nay đi bỏ điện thoại ở nhà rồi, lỡ ai gọi tới làm sao ta? Đây, thành thử nó chút tôi nói quý vị đó là cái phiền não nó bao vây quý vị trùng trùng điệp điệp. Khó lắm chứ không phải dễ. Hồi đầu tôi nói dễ là dụ quý vị thôi. Dụ quý vị chơi thôi. Chứ làm gì có dụ 10 niệm mà về sanh gì cực lạc. Đúng không? À, quý vị tôi nói thật chứ. Chúng ta ở chùa Bửu Liên là quý vị biết chữ gì không? Hoa sen quý. À, Bửu Liên tức là hoa sen, mà hoa sen quý, bửu mà, đúng không? Mà hoa sen quý nó ở chỗ nào quý vị? Hoa sen quý nó phải ao Liên Trì. Thấy chưa? Đây, vậy vì quý vị đương ở Bửu Liên mà quý vị không chịu, thấy chưa? À, quý vị đương hạnh phúc vô cùng, đương gần cực lạc nè, đương gần ông Phật A Di Đà nè, vậy mà không chịu vỗ tay cái, đúng không? Chứ gì không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đương ở trong Bửu Liên hay ở ngoài Bửu Liên? Trong Bửu Liên. Như vậy chúng ta đương ở trong hoa sen quý, đúng không? Mà ở hoa sen quý là nó ở mặt nước cực lạc, đúng không? Như vậy là ông Hòa Thượng Minh Thành đại ổng đã biến cái chỗ này, biến cái chỗ từ cái chỗ mà chỗ chợ nhỏ nhỏ đó, không? Ở ngoài đó là xô bồ xổ bộn, đúng không? À, chữ xô bồ xổ bộn quý vị biết không? Hiểu? À, biết rồi thôi. Bởi vì tôi sợ thổ ngữ quý vị không hiểu, phải không? Mà tôi thiệt quý vị, có nhiều người họ nói tôi như thế này. Có một số lần tôi đi về quê thì họ nói thầy vô Sài Gòn 30 năm rồi mà sao thầy về thầy còn nói tiếng Quảng Nôm đặc sạch vậy thầy? Tôi kêu ủa, tiếng cha mẹ đẻ mình mắc chi mình bỏ, đúng không? À, không có cần gì bỏ hết trơn. Ai nghe được nghe, không nghe được ráng chịu. Ông thầy nè,
ông thầy này bá đạo đó, đúng không? Nhưng nãy giờ quý vị nghe đúng không? Vậy là chúng ta cũng dễ thương đó chứ, đúng không? Chúng ta cũng gần nhau, rất là gần nhau. Bởi vì gần nhau chỗ nào? Gần nhau vì tâm chúng ta có Phật, chúng ta gần nhau. Hồi nãy giờ quý vị thấy chúng tôi, không? Lần đầu tiên, năm nay là 50 mấy năm tôi mới gặp lại quý vị, đúng không? Mới gặp quý vị lần đầu tiên đấy nè. Nhưng mà chúng tôi thấy quý vị là thân thuộc từ đạo giờ, đúng không? Quý vị thấy chúng tôi có thân thuộc không? Không thân rồi chào tôi, đúng không? Rất là thân, đúng không? Rất là thân thương. Mà chúng tôi thấy quý vị cũng rất là thân thương. Vì quý vị biết vì sao không? Vì chúng ta đương mặc chiếc áo lam nè. Vì chúng ta đương mặc chiếc áo lam nè. Chúng ta đương mặc chiếc áo nhà tu nè. Chiếc áo này gọi là coi cuộc đời mình không là cái đinh rỉ gì hết. Bởi vì màu áo này là màu đất. Người tu sống như đất vậy. À, người tu sống như đất. Mà đất là như thế nào? Đất là cái gì nó cũng chịu hết trơn. Phun nước miếng xuống cũng chịu. Đổ nước hoa xuống nó cũng ok. Thành ra người tu sống như đất vậy. Bởi vậy bây giờ mà lỡ quý vị có một người nào đứng dậy chỉ vô mặt tôi nói kìa, thầy giận dở qua thầy xuống đây, tôi xuống A-di-đà Phật, tôi không có chửi lại. Bởi vì tôi là đất mà, họ muốn chửi chết đúng không? Còn quý vị, cái màu áo của quý vị là màu lam, màu của sự hòa hợp, màu của sự vươn lên. Quý vị thấy khói nhang bay lên như bay xuống, bay lên đúng không? Mình đốt nhang để làm gì? Để mình hướng lên là cái tâm con xả, con nguyện xả bỏ cái thân này, xả bỏ cái tham sân si nguồn gốc này, để thăng hoa cho cuộc sống của con. Quý vị có khi nào quý vị đốt hương cho bề dưới hay là đốt hương cho bề trên? Đốt hương cho bề trên đúng không? Tức là đốt hương cho bề trên, thành ra hương mới bay lên, chứ đốt hương mà bề dưới là nó phải bay xuống mới được đúng không? Đấy, thành ra đó, bởi vì chúng ta đốt hương cho bề trên, tức là chúng ta nguyện học theo những cái gương bề trên đó. Thế giờ học cái gương của cái bề trên đó để làm gì? Chúng ta cũng được lên trên như các ngài. Đấy, Đức Phật nói rồi mà mình chỉ không chịu làm theo. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành như ta. Mà Đức Phật ngồi chờ hoài không thấy ai tới. Phật chúng ta cô đơn lắm đó. Phật chúng ta có đơn, bây giờ Phật ngồi, Phật ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành như ta. Tức là, nhưng mà ông Phật ngồi ông chờ hoài, ông chờ nên là hai mươi mấy thế kỷ rồi, chờ mòn chờ mỏi mà chưa thấy cái ông nào lên với ông. Vì sao quý vị? Vì chúng ta còn tham quá, chúng ta còn háo ăn quá. Có háo ăn không quý vị? Có. Tôi nói rất là đơn giản nè, Phật tử mình á, đúng ra là mỗi bữa ăn á, là trước ăn là phải ăn 3 miếng. Miếng thứ nhất, nguyện bỏ các việc ác. Miếng thứ hai, nguyện làm các việc thiện. Miếng thứ ba là độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta tham ăn quá, vô có thấy cơm ngon quá, quên 3 câu đó luôn, trời tới luôn. Quý vị thấy có không, đúng không? Thầy nói đúng không nè? Đúng vậy mà không vỗ tay. Quá đúng luôn đúng không? Như vậy là chúng ta, mà tham ăn là tốt hay xấu ta? Xấu vậy mà nói tới cười rầm rầm luôn. Vui. Nhưng mà lâu nay không có ai chỉ chỗ này đúng không? Chỉ có ông thầy trời ơi đất khởi này, ông xuống chỉ chỗ này ăn. Dạ, không phải. Nhưng mà mình, vì sao tôi quy kết cho quý vị, tức là quý vị không ham ăn, tại sao không đạt bề tỉnh đạp ngay chỗ đó? Thế chưa? Có nghĩa là không ham ăn, đôi lỡ ăn nút không vô. Lúc đó quý vị cứ ăn không vô, nhưng mà quý vị tưởng là mình không tham ăn, nhưng mà không phải, vẫn tham ăn như thường. Vì sao vậy? Vì chọn cái món ăn nó không hợp khẩu vị mình thôi. Chứ nó mà nó hợp khẩu vị của mình là mình chơi tới luôn, đúng không? Đó, nó là vậy đấy. Thành ra mình phải xét cho cùng, xét cho kỹ, soi lại tâm mình, coi thử mình có tham ăn không? Có. Tôi nói thật quý vị, đừng nói tới quý vị, tôi đây cũng tham ăn lắm. Tôi nói thiệt. Nói ra, nghe ông thầy tham ăn mừng quá. Không, tôi nói thật chứ. Tôi nói rất đơn giản, bây giờ thì bớt tham ăn rồi. Mà ác nổi lắm. Quý vị biết không, cuộc đời này nó nghiệt ngã lắm. Khi mình tham ăn thì họ không có cho ăn. Khi mình không muốn ăn, họ lại ép mình ăn.
Quý vị thấy đời đại tiếng ngộ không? Đúng chứ. Tôi nói hầu nó mà tôi còn nhỏ đó, hầu mới đi học, tập tình mới vô bước vô chùa, thầy ăn muốn chết luôn. Mà vô chùa nghèo quá, bây giờ khá rồi quý vị. 25 30 năm về trước vô chùa, một mâm cơm vậy bốn vị. Có miếng tàu hũ xẻ làm tư ha. Vậy mà anh nào nhanh tay gấp thì được hai miếng, anh nào chậm cái là ngó lại không còn miếng nào hết trơn. Hầu đó tới tàu hũ mà cũng thèm, tôi chơi liền hai miếng. Thấy chưa? Thanh thắng mình. Hầu đó nó vậy đó. Thấy chưa? Mình tham ăn chứ, nhưng mà mình biết mình tham ăn là xấu, thì bành ra mình từ từ mình bỏ tham ăn. Đó. Nhưng mà bây giờ nó bớt tham ăn rồi. Tôi nói thiệt, tu gần 30 năm bớt tham ăn rồi. Thì bây giờ là họ ép ăn. Bây giờ không muốn ăn họ là ép ăn. Phật tử cứ nói sư phụ đừng có nhịn, sư phụ nhịn mất sức khỏe. Tôi kêu tôi mạnh như voi mà mất chỗ nào. Tôi tới 70-80 kg nhịn 10 ngày không giảm ký nào. Mất vậy mà Phật tử ép ăn. Mà họ ép ăn đó mà ngộ lắm quý vị. Bây giờ nó họ đem vô mà họ, mình không ăn đó, bỏ nó họ buồn. Thứ hai là bỏ là phí, đúng không? Vậy là phải ráng ăn. Bây giờ không ăn, không muốn ăn thì lại bị ép ăn. Ăn người này đem vô miếng, người này đem vô không nhiều, người này đem vô cái bánh ít, người kia đem vô cái bánh chưng, ai cũng muốn mình ăn hết trơn á. Vậy là ăn cái bánh ít lửng lửng rồi, làm bánh chưng cho chị cộng chịu gì nổi, đúng không? Đó, vậy mà em không ăn buồn, sư phụ ăn của người đó không ăn của con. Đấy, đã có không? Đó, nhưng mà quý vị nhớ nha, tôi nói cái này là quý vị nhớ, hòa thượng mình ông lớn tuổi rồi, ông tự biết sức khỏe của ông, thành ra đôi lúc ông ăn cái món gì cần thiết cho ông thôi, chứ Phật tử mình cứ đem vô cứ ép thầy hòa thượng ăn cái này, sư phụ ăn cái miếng đó của người, sư phụ quý của bà kia không quý con, sư phụ ăn của bà kia không ăn của con, chết ông thầy mình như chơi. Đúng không? Thành ra đem vô thì cứ đem, đem vô thì cứ đem, đem cho mấy thầy thì cứ đem, cúng thì cứ cúng, nhưng mà mấy thầy tùy theo sức mà thọ dụng. Thấy chưa? Cái này là cái lỗi, tôi nói thật. Tôi thấy ông hầu xưa là không đau nhiệt ra hết. Ông sư phụ của tôi trong ai, ông đi công chuyện hoài, ông đi giảng, ông đi dạy hoài. Mấy cô Phật tử nó thì nghe ông thầy, ông thích ăn đậu hũ trắng luộc chấm muối tiêu, ăn rau răm. Vậy là bà này đem vô miếng luộc úp vô tô đó, bà khác đem vô miếng úp vô tô đó. Trời ơi, tôi nói ông đi 2 ngày về, mà lỡ thí chủ đàn na cúng mà đâu dám bỏ. Vậy là phải ăn. Vậy là khổ không? Đó, khổ chứ. Cuối cùng, đại quý vị thân, thành ra nó thương nhau cũng tạo nhau khổ. Đó, cái thương trong chùa đó nha, chứ đừng có nói thương ngoài đời nha. Cái thương ngoài đời còn khổ gấp bội nữa. Đây. Như vậy đó quý vị thấy, chúng ta biết cái sai của chúng ta là chúng ta sửa ngay cái sai đó. Chúng ta biết tham ăn là nó mệt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, họ nói là bệnh từ đâu? Từ khẩu nhập, đúng không? Họa từ khẩu xuất. Cái miệng này nguy hiểm quá, đúng không? Nói bởi vậy đó, ăn nhiều, ăn chúng ta bệnh đó là vì sao quý vị biết không? Vì ăn không đúng, ăn không có chánh niệm. Ăn mà không đoạn nhất thiết ác, không tu nhất thiết thiện, không nguyện thương yêu tất cả chúng sanh. Thành ra từ nay về sau nhớ nha. Ba bất cứ sáng trưa chiều tối gì cũng vậy, cứ dích 3 miếng cơm. Nguyện bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành, nguyện thương yêu tất cả chúng sanh. Quý vị phan độ chúng sanh đó. Độ gì nữa? Bây giờ mình thương yêu đi. Hỏi có thương yêu nổi không? Khó lắm mới chứ giận đâu. Tôi bữa hôm trước tôi đi giảng ở dưới chùa, dưới quận 12 của Sài Gòn á, tôi nói thương không? Phật tử mình đi đạo tràng nghe thương với nhau. Dạ có. Thương thiệt không? Dạ làm thinh. Thương làm sao? Thương mà nhóm ở trên chánh điện thì không thích nhóm ở dưới bếp, nhóm dưới bếp thì không thích nhóm ngồi ngõ, vân vân. Chúng ta huynh đệ với nhau nhưng mà chưa biết thương yêu với nhau. Chúng ta vào đây, quý vị biết cái cửa chùa là cửa gì quý vị không? Cửa không.
Tức là vào trong chùa này là không mang cái gì, không mang tâm gì hết, mà bước ra ngoài vẫn có cái tâm rỗng, rỗng rang, rất là sạch. Nếu không tâm hơn thua đố kỵ, thì chị làm việc chị, em làm việc em chứ, đúng không? Đấy. Không, mình không chịu. Tôi như thế này, tôi đẹp gái thế này, tôi phong độ thế này, mà bắt tôi xuống dưới trà nhà cầu, còn nó như vậy đó, ông để ông lên, nó đeo, ông đeo tràn vô, ông bắt cho ông cho nó đứng làm hàng chào danh dự đón giảng sư đó, tức không? Nhiều lúc chúng ta sai lầm lắm quý vị. Chúng ta phải bỏ cái tâm nhỏ nhen đó đi, bỏ tâm đố kỵ đó đi, bỏ tâm ích kỷ đó đi. Bởi vì quý vị biết không, khi mà chúng ta buồn bực người ta đó, thì ai khổ trước? Mình khổ trước. Không nói đâu xa hết trơn, mình khổ trước. Mình chửi họ, miệng ai dơ? Miệng mình dơ trước. Đấy. Mình bực người ta, người ta không tác động gì tới người ta hết trơn. Mà trong mình cứ quạng 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 chỗ này, đôi lúc nó nhói tim, bị đột quỵ, chết nữa. Bây giờ, thành ra nó làm thế nào đó để chúng ta xả bỏ cái tâm giận, cái tâm hơn thua, cái tâm đố kỵ, cái tâm hẹp hòi đó, để chúng ta sống cuộc sống cho nó nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc, an lạc ngay chỗ đó, để cho để sống hạnh phúc đó. Bởi vì chúng ta hướng tới hạnh phúc, chúng ta đi tu đây là hướng tới hạnh phúc. Chúng ta chưa nói cầu vãng sanh. Tôi nói thật quý vị nha, ai hỏi tôi thế giới cực lạc có hay không, tôi mô Phật, thầy không có biết. Bởi vì sao vậy? Thầy chưa tới. Do nó tương lai, tôi nói thật quý vị, có chê tôi bữa sau cái ông thầy ông chưa không biết cực lạc, thôi đừng có thỉnh ông giảng nữa. Thì thôi tôi A Di Đà Phật, tôi ở trên kia tôi chê, lấy cơm muối tiêu tôi ăn chứ tôi không dám ha. Nhưng mà quý vị chê tôi thì tôi chịu. Nhưng mà hỏi rằng bỏ tham hạnh phúc không, thì tôi nói là bỏ tham là hạnh phúc. Điều này có không? Có, rõ ràng. Nhưng mà nó có hạnh phúc ngay tức thời. Ngay tức thời. Quý vị cúng dường quý vị thấy vui không? Vui đúng không? Tôi nói thật, không vui sao cúng, đúng không? Cái này nó rõ này, không vui sao cúng. Vì sao vui quý vị? Vì được cúng dường. Nhưng mà cúng dường là một hành động bỏ tham của mình. Đó, nó là bỏ tham chứ không có gì hết. Nó là bỏ tham. Ngay lập tức đó quý vị bỏ tham. Quý vị bình thường, quý vị bây giờ tôi nói rất là đơn giản, đi ra các bó rau ra ngoài chợ bán, 15 ngàn là 15 ngàn chứ 13 ngàn là cũng không bán là không bán. Cò kè mấy, thôi cộng lại chia 24 ngàn, thôi bán đi cho rồi. Nhưng nếu bớt xuống 10 ngàn là quý vị bán, dứt khoát là không bán. Nhưng mà bán 10 bó rau đó, mỗi bó lời được 5 ngàn. Chiều đêm vô cúng ông thầy 100 ngàn, vui không? Vui. Nhưng mà bớt 2 ngàn không chịu bớt. Đây, quý vị thấy không? Đấy, như vậy đó. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện thế này. Có cái bà cụ, bà chuyên môn cúng dường từ thiện. Bà ấy cúng dường từ thiện. Cái một hôm cái cô bé con gái bà đi về, thấy bà đường gom da chai, gom da chai lại bán. Thì cái nhớ lượng da chai đó, nó sách báo cũ đó, gì bà gom ra một đống gì đó bán. Cái bà hô giá là 150, 150 nghìn. Cái cô đi mua da chai của kẹt, thâu bà cô, bà làm ơn bà bán cho con bớt chút đỉnh để con về con nuôi gì, nuôi con nuôi cái con. Bà cụ bán cho con 120 thôi. Cái bà không được, dứt khoát là không được. Đồ cả đống thế này mà bán 120 ngàn sao? Tao bán 150 là đã rẻ lắm rồi. Bán 150 là đã rẻ lắm rồi. Là có lòng từ bi lắm rồi đó. Cái cô con gái của đi về cũng hỏi mẹ. Mẹ có thiếu tiền đâu mà mẹ bán da chai? Bởi vì mà cái tao bán tao làm từ thiện mà. Tao bán tao đem làm từ thiện. Tao bán tao làm từ thiện mà. Hỏi bán hết cái này 150 đem vô chùa làm từ thiện.
Cái cô bác có nói, à mẹ làm từ thiện, mẹ cứu cho người nghèo đúng không? Đúng, tao làm từ thiện, tao cứu người nghèo, chúng ta không lại tao cứu người giàu, đúng không? Bà chửi là con gái vậy. Vậy thì cái cô gia mua gia trai này của cũng nghèo này, tại sao mẹ không cả, không cho bao bớt cho cổ 20 ngàn? Con à, té ra là vậy, thâu cho phức mày cho rồi. Đã, thấy chưa? Làm từ thiện một cách rất là dễ thương vậy, vừa nhẹ đúng không, vừa khỏi mang tiền đi vô chùa nữa, mà vừa có cái con bé này nó mang ơn mình, mà thực sự nó là đương cần. Nếu nó không cần tại sao mình làm? À, nếu không cần tại sao nó năn nỉ? Bây giờ biểu tôi thật quý vị, biểu tôi mà năn nỉ quý vị cho tôi 20 ngàn, hoặc là năn nỉ quý vị cho tôi 50 ngàn, xin thưa tôi không có năn nỉ, cho thì cho, không cho thôi, không phải tôi chảnh, nhưng mà cho không cho thôi, chứ còn cái giá trị của tôi đâu có đem đổi 20 ngàn, 50 ngàn đó. Nhưng mà họ đã năn nỉ như vậy, họ năn nỉ, bà ơi nào đứng nó rớt cái miệng, bà bớt cho con 30 ngàn đó, con trả bà 120 thôi, để cho mấy chục đó là để con kiếm lời đấu đồng, chứ giờ con bán mua 150 không có lời đồng nào hết. Như vậy bà cụ đó, trước khi bà cho hát đó đi đó thì bà khổ không? Khổ, đúng không? Vì tham, tham nhưng mà làm từ thiện đó chứ không phải là tham cho mình đấy. Nhưng mà tham khổ không? Cằn cửa từng ly từng tí, tranh với con đó, bực mình á, đúng không? Khổ, khổ. Nhưng mà khi mà nghe đứa con nó nói là tại sao cô này cô cũng nghèo mà không làm từ thiện? À bà ngộ ra, ngộ ra bà cho hát đi. Khỏe không? Khỏe. Đêm đó bà ngủ ngon lành, mơ thấy Phật Di Đà. Đúng không? Đấy. Bởi vậy đó, thưa quý vị, hạnh phúc ngay trong hiện tại, không đâu xa cả. Chúng ta chỉ cần dắt một người bà già đi qua đường, chúng ta cảm thấy hạnh phúc sướng rơn luôn. Nếu chúng ta biết cảm nhận hạnh phúc, đi ra ngoài đường, chúng ta thắng xe lại, chúng ta nhường cho xe người ta đi ngang qua, mình cảm thấy mình có cử chỉ đẹp. Mình có cử chỉ đẹp như vậy là mình sống ra nào? Sống đẹp. Mà sống đẹp thì có hạnh phúc không? Ngay lúc đó hạnh, hạnh phúc. Dạy đi tìm đâu cho xa, thôi ở Bửu Liên này được rồi. Đúng không quý vị thấy đúng không? Hồi nãy giờ thầy nói có chỗ nào quý vị thấy sai không? Nếu không sai thì nghe nha. Nhớ nha. Thế mà có chỗ nào sai là phản đối liền. Nó là vậy đó. Cuộc sống của chúng ta nó rất dễ có hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong thực tại, nếu chúng ta biết tu tập. Mà nếu không, quý vị hôm nay không đi học như thế này thì quý vị có biết điều này không? Không. Thành ra chúng ta phải học, đúng không? Đấy. Bữa nay phải gặp ông thầy Giác Trí, trời ơi đất khởi này mới biết được cái làm từ thiện kiểu đó, đúng không? Chứ lâu nay chúng ta đâu biết. Đấy. Như vậy chúng ta thấy, như chẳng hạn chúng ta biết đó, chúng ta tự nhiên hôm nay chúng ta đi học, chúng ta biết được cái màu áo lam của chúng ta là cái màu của hòa hợp, màu của thử sự thăng hoa. Như vậy khi mặc chiếc áo lam vào trong người chúng ta phải luôn luôn hòa hợp. Mà muốn có hòa hợp thì phải làm gì quý vị biết không? Phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, quý vị thấy cái nhẫn nhịn nó tuyệt vời lắm. Nhẫn nhịn, Bồ Tát Quan Thế Âm nhẫn nhịn riết mà người nào cũng lại Bồ Tát hết trơn á. Quý vị thấy có ai đi vô chùa không lại Bồ Tát Quan Âm không? Tôi bảo đảm 100 người đi vô chùa là hết 101 người lại Quan Âm rồi. Mà lại một lần không đủ, vô lại, về còn lại nữa. Đó, đúng không quý vị? Mà có một điều nữa quý vị biết không? Khi mình vui đó, mình không có nói chuyện với Quan Âm. Mà khi mình buồn tới mình đắng Quan Âm nổi. Đúng không? Đúng không? Đúng không quý vị thấy không? Nghĩ ra Bồ Tát Quan Âm cũng tội chứ hị. ăn đầu nghe toàn cái chuyện khổ không à? Ăn đầu nghe toàn chuyện khổ không? Đấy. Như vậy đó, mình tại sao mình không để cho người ta ngưỡng mộ mình khi mình có cái hạnh nhẫn nhục. Đấy. Chúng ta nhẫn nhục để hòa hợp. Ví dụ chẳng hạn, mình đi vô chùa, huynh tới trước, huynh đứng trước. Huynh tới sau, tôi tới sau, tôi đứng sau. Nếu như chẳng hạn, ngồi nghe giảng, ở gần cái tường để nhường cho mấy bà cụ ngồi bỏ dựa. Còn mình ra xa chút cũng được. Như vậy là mình vừa nhẫn tức là sự kham chịu, sự nỗ lực. Đấy.
Nhưng chẳng hạn tôi giảng tôi cũng phải rắn tôi nhẫn. Chứ mà nhìn xuống mà thấy mà ngồi người ngồi nghiêng, người ngồi ngửa, người ngồi chống tay thế này thì nó nhiều lúc nó kêu mình ông giảng sư đi giảng mà ngồi họ không có tôn trọng mình. Nhưng mà mình phải nhẫn bởi vì mình thông cảm. Trời ơi, mình đây mà chân tay đau, lưng nó còn đau ê ẩm hết trơn. Mình ngồi trên ghế mình quay lại để mình ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ mình ra còn đỡ. Húng hồ chi mấy bà cụ ngồi dưới đó đúng không? Thành ra tôi thương lắm. Thành ra quý vị mà ngồi lát nữa ngồi xong là tôi cảm ơn quý vị chứ quý vị khỏi cần cảm ơn tôi. Bởi vì nếu như tôi mà quý vị không ngồi thì kiến thức tôi ở trong bên này đó biết nói cho ai, đúng không? Bởi vậy thành ra quý vị mà ngồi đó tôi cảm ơn ghê lắm. Tôi ngồi quý vị ngồi mà nghe yên lặng như thế mà lâu lâu vỗ tay tán thưởng để đồng làm với tôi nữa là tôi xem quý vị như những vị Bồ Tát hạnh vậy đó. Tôi Bồ Tát hạnh. Tôi nói thiệt chứ. Bởi vì trong cái nhiếp chúng á có cái đồng sự nhiếp nữa. Khi mà quý vị vỗ tay lên thì tự nhiên tôi trên này tôi cũng hứng lên. Tôi hứng lên là tôi giảng hay hơn, đúng không? Giảng hay hơn là quý vị nghe nó hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn quý vị là vỗ tay tiếp. Vỗ tay tiếp là tôi lại giảng hai tiếp. Như vậy là chúng ta đôi bên cùng có lợi. Tại sao chúng ta lại để lỗ, đúng không? Do đó quý vị cứ vỗ tay thoải mái không sao hết. Đó, hồi nãy giờ quý vị thấy ông thầy này cũng trời ơi vậy đúng không? Ông xin họ vỗ tay mà ông vô thế họ vỗ không. Đó, quý vị hồi sáng giờ ngồi vậy, quý vị ngồi nghe, quý vị nghe chúng tôi chia sẻ, quý vị cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đó là tại sao chúng ta không đi tu, vậy mà không chịu. Vậy mà không chịu đi tu. Rất là may mắn cho quý vị. Quý vị ở đây là quý vị là những người có trí tuệ này. Còn những người ở nhà là thuộc dạng họ không phải không có trí tuệ mà trí tuệ không bằng quý vị. Vì sao? Họ có nói, bữa nay có bà xui tới chơi ở nhà khỏi tu. Ở chơi bà bữa khỏi tu. Còn người thì nói lý luận, trời mấy đứa cháu, mấy đứa cháu nội lâu lâu nó mới về, thôi bữa nay nghỉ tu bữa để ở nhà chơi với nó. Chết chưa? Thấy chưa? Chết chưa? Tại sao mình có trí mình không rủ? Chị, bữa nay chùa Bửu Liên của em tu nè. Chị cùng vô với em tu cho nó. Bữa nay nghe nó có ông thầy đặc lý ông về ông chia sẻ vui lắm chị ơi, vô đi. Đó, như vậy mình được tu, họ được tu, như vậy mình đương thực hành cái hành bộ Bồ Tát. Thấy chưa? Vậy mà không chịu làm. Mà họ tới kêu cho chị lâu lâu lắm chị mới tới. Lâu lắm, 7 ngày chị tới làm. Vậy đó là cuối giờ ở nhà chơi nể nang họ. Cuối cùng họ là chúng sanh. Họ kéo mình từ Bồ Tát trở lại chúng sanh. Như vậy họ chìm đắm, họ kéo mình trở lại chìm đắm. Tại sao mình không rủ họ đi tu với mình để mình giải thoát, họ được giải thoát. Như vậy quý vị thấy dễ không? Dễ chứ, đâu có khó. Tôi nói rất là đơn giản, tôi nói đám giỗ trong nhà. Cứ sợ cúng chay không ai tới. Đám cúng chay sợ không ai tới. Cái rồi thôi cúng mạng để cho họ tới, chứ không họ để khinh khi mình. Cuối cùng rồi họ chìm đắm, mình cũng bị chìm đắm theo. Họ tới mình cúng là cúng cho người chết. Mình cúng là cúng cho người chết, cúng cho người cầu người chết siêu nhẹ nhàng siêu thoát. Vậy mà mình làm chuyện ác để họ đọa thêm. Đúng không quý vị? Đây. Thành ra tại sao mình không mạnh dạn lên? Bởi vì tinh tấn giống như con tuấn mã vượt lên trên, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn. Chỉ có tinh tấn. Quý vị biết tại sao Đức Phật Thích Ca chúng ta thành đạo không? Sắp tới ngày thành đạo của Ngài rồi nè, mùng 8 tháng chạp nè. Tại sao Ngài thành đạo quý vị biết không? Ngài tinh tấn. Còn mình thì sao? Mình thuộc dạng giải đãi. Chứ không biết chừng đâu hồi đó mình cùng với Thích Ca một thời đấy. Nhưng mà mình trâu lăn hoài. Còn Ngài thì chỉ có một con đường hướng lên. Bởi vì quý vị nghe cái câu mà A tỳ ngục tốt sơ phát thiện thiện tâm. Cái ngày lễ Phật đản đó, mấy thầy sướng lên là cái hạnh của Đức Phật Thích Ca. Tức là từ A tỳ địa ngục, một chúng sanh phát nguyện tu hành để gánh độ cho chúng sanh. Đó là Ngài Thích Ca của chúng ta.
Hôm nay chúng ta ngồi đây, sắp tới ngày thành đạo của Ngài, chúng ta cũng dùng một chút để tưởng nhớ tới Ngài. Chứ chúng ta thường cha mình không nhớ. Họ nói là Phật ở trong nhà ông thờ, thờ Thích Ca ngoài đường là vậy. Mình đi ra ngoài đường mình quý người ta, mà trong nhà mình không quý. Mấy ông mấy bà vậy đó ha, đi ra ngoài đường mấy ông thì thấy con gái ngoài đường thì quý, mà về nhà vợ mình có không ra gì. Mà tôi hỏi quý vị, đau ai nuôi? Nuôi. Áo quần ai giặt? Vợ giặt. Vậy nhất chân ai đấm bóp? Vợ đấm bóp. vậy mà mình không thương người ơn, mà mình đi làm mình thương người, người không có ơn gì với mình hết trơn. Ăn vợ nấu, thấy chưa? Đấy, cái gì cũng vợ hết. Vậy mà đi thương thương cô hàng xóm, không có thương vợ mình, chết bà, thấy chưa? Đó là đó, dạ, quý vị thấy không? Đó là sai, sai lầm. Đó là sai lầm. Nhưng mà không đi tu làm sao biết, đúng không? Bữa nay có mấy ông này, mấy ông mình già hết trơn rồi, hết rồi. Không coi, chứ rõ ràng bữa sau nó quý vị đi tu á, quý vị nhớ rủ mấy ông đi. Tôi nói thiệt chứ. Vô nó rủ. Hồi đó tôi, quý vị biết không, tôi đi ra tôi giảng ở ngoài Bình Thuận. Tôi ra tôi giảng cái chùa đó là cái làng, là ở làng Chài. Cái cô sư cô đó mới trụ trì, mới than với tôi, nói cái thầy ơi thầy, ở đây dân chài lưới không à. Thành ra họ không có có đi chùa, chùa vắng vẻ lắm. Tôi kêu tại sao họ không đi chùa? Cái dạ họ đi đánh cá về, họ không có đi chùa. Tôi nói cái thôi bữa nay cô chịu khó, cô mời hết vô đây tôi nói chuyện cho cô nghe, nói chuyện cho họ nghe. Cái họ kêu, thứ nhất họ nói là bây giờ tụi con đi đánh cá, mà trong chùa cấm sát sanh, mà tụi con đi đánh cá, làm sao chúng con trở thành Phật tử được? Tôi kêu, rồi một việc, đúng không? Cái việc thứ hai, họ kêu là con đi, tụi con đi biển về, mệt nhọc quá, phải uống rượu. Như vậy là hai cái giới này, đúng không? Tôi kêu thôi thì được rồi, mình không đủ Phật tử năm giới thì mình làm Phật tử ba giới, đúng không? Rất là đơn giản. Sát thanh thì cứ sát đi, bởi vì cái nghiệp mà. Uống rượu cứ uống đi. Rồi vô uống rượu xong vô tụng kinh đôi lúc nó hay nữa. Nhưng mà thế này, mình cứ đi chùa. Bây giờ khi mình đánh cá, mình làm nghề đánh cá đúng không? Mình làm cái lưới nó to một chút, những con cá nhỏ mình đừng có đánh. Mình bắt những, vì khi mà đánh cá mình kéo lưới lên, mình kẹp vì cơm áo gạo tiền, vì tiền chợ, cho vợ, tiền học phí cho con, nên tôi phải kéo quý ngài lên đây, chứ không tôi không muốn. Khi mình kéo như vậy thì mình nghĩ mình cũng phải khởi thiện tâm chứ, phải tập cho họ như vậy. Còn khi mình uống rượu nó, thay vì mình về cái mình tắm rửa, mình vô chùa mình lại Phật trước đi, rồi mình về mình uống sau. Chứ để rồi mình vô như vậy nó, mình vừa đi vô mình sám hối bớt cái tội lỗi của mình. Chứ tội lỗi của mình càng ngày càng tràn ngập. Thì bây giờ mình vô mình lại Phật được ba lại cũng hơn không lại, đúng không? Ba lại cũng đỡ hơn không lại. Như vậy năm giới cũng, ba giới còn đỡ hơn không có giới mô hết, đúng không? Với tôi nói thiệt quý vị, tôi là tôi tính như vậy đó. Từ từ lần lần thôi, mà kiểu mà tu theo kiểu tôi là một vốn bốn lời đó quý vị, đúng không? Tôi nói thật chứ quý vị thấy không, đúng không? Thay vì nó sẽ bây giờ nó, tôi nói kìa bây giờ cái tôi uống rượu vô chùa tụng kinh, họ ngầu gần họ cái ô ông này hôi rượu quá mà đi chùa gì. Nhưng bởi vậy nó khi mà họ ngầu bên mình mà họ hôi rượu họ lại Phật đó, quý vị cũng bớt, mình cũng nhẫn xuống, mình không uống rượu, biết là cái mùi đó nó khó chịu. Nhưng mà thôi để cho tôi, bây giờ tôi cắn răng tôi chịu đựng cái mùi đó, để cho ông lại Phật được một lại ba lại gì đó, ông đỡ. Như vậy khi mà họ lại ba lại đó là trong đó, mà khi mình nhẫn được, mình ngồi bên đó mình chịu khó để cho họ lại ba lại đó, là mình cũng được cái phước ba lại đó. Cái đó phước đó gọi là phước tỳ hỷ công đức. Đấy, đúng không? Đúng thì làm chứ. Như vậy đó, quý vị thấy nó rất là dễ tu chứ không có khó gì hết. Không đâu xa cả. Ông Phật ông không có chờ cho chúng ta chết rồi ông mới dẫn về. Trời ơi, ông Phật, Đức Phật ra đời đó, Đức Phật nói vì chúng sanh ta thị hiện.
Đức Phật ra đời là vì chúng sanh à, mà Đức Phật ra, mà không phải là chờ chết rồi mới về. Bởi vì mình không biết chỗ nào mình tu tập hết, không biết chỗ nào mình hưởng hạnh phúc hết. Thành ra Phật Di Đà mới cái thôi thì ta mở cái cửa đó cho nó vô, chứ không là à, chứ không đâu. Thực ra Đức Phật muốn là chúng ta mỗi con người tu tập để trực nhận hạnh phúc ngay trong hiện tại. Hồi nãy giờ quý vị vui quá chừng đúng không? Quý vị không hạnh phúc sao quý vị vui được đúng không? Vui tức là hạnh phúc à, đây, hạnh phúc tức là thỏa mãn cái à, cái hiểu biết của mình à, cái tâm thức của mình. Như vậy rất là đơn giản. Vậy hạnh phúc đâu có khó đâu, đúng không? Đi tìm hạnh phúc đâu xa. Cứ tưởng có vợ là hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng rồi là khổ. Bởi vì họ nó con nợ vợ quan gia nó mới chết bà chứ. Đây. Hồi nãy chị ổng về chơi vợ. Không phải, mà nó như vậy. Nó căn bản là thực ra chúng ta nó, bởi vậy nó nói rằng Thượng Đế sinh ra đàn ông à, để sát phạt đàn bà, mà sinh ra đàn bà để phản bội đàn ông vậy. À, hai, chúng ta hai người này làm khổ nhau hoài hoài. À, khổ nhau, khổ lắm. Mà khổ lắm mà không có chịu buông à, mà buông đó, không phải buông là ly dị đâu. Quý vị nhớ cho tôi một điều là không phải tôi biểu buông là quý vị buông ông chồng ra là để quý vị là bây giờ ra tòa mới ly dị là buông đâu phải. Khi vẫn trong cuộc sống của mình, vợ chồng dắp dìu dắt nhau đi tu tập, đó là buông cái ái trược của thế gian. À, mà vợ chồng cùng đi tu, cùng hiểu giáo lý, cùng thực tập pháp quán niệm à, cùng thực tập tỉnh thức, thì hai vợ chồng không hạnh phúc mới là chuyện lạ, đúng không? Đúng, nói vậy thôi. Thành ra quý vị, sở dĩ quý vị chưa hạnh phúc trọn vẹn là bởi vì trong này đàn bà nhiều hơn đàn ông. Đó, nè, hết rồi. Ê, giảng được không cô? Dạ, hai, à, hai cho đàn pháo tay nữa cho nó vui cái coi. Đấy. Vì sao vậy? Tôi nói ai lên án, ai nói cái vô chùa đó, à, mà sao dẫn nhau vô chùa, cặp vậy kỳ ấy. Tôi cái mắt gì kỳ? Có gì đâu kỳ à, đúng không? Hướng dẫn nhau vô chùa mà cặp vậy, rồi nó tu với nhau cặp vậy cũng dễ thương hết chứ. Chết mắt gì nói kìa. Trời, có nhiều Phật tử không hiểu cái nói trời ơi, đám cưới mà vô chùa rồi mấy thầy tu, mấy thầy thấy mấy thầy sao nổi. Tôi kìa, sao mắt gì tôi không nổi. À, đúng rồi, chính xác, đúng không? Vậy bởi vậy chùa tôi cứ hàng năm, hễ mà Phật tử nào nghèo khó không có tiền tổ chức đám cưới, tôi kêu vô chùa thầy cho con, thầy báo từ A tới Z luôn, vô chùa thầy làm lễ hoàn thủng cho. Tại sao? Trời ơi, quý vị, tôi nói thật quý vị nha, mấy thầy buồn hết sức, đám ma kêu mấy thầy, đám cưới không có kêu. Buồn không? Buồn ghê, ác nổi lắm, buồn lắm quý vị. Nhiều lúc chúng tôi nha, hồi xưa tôi ở quận 4 đó, có cái hẻm nhỏ nhỏ, cái tôi đi vô thăm Phật tử, cái đi ngang qua cái họ nói chuột trong xóm không biết có ai chết mà ông thầy không vô. Họ làm chúng tôi giống như là cây ngoại hoại vậy đó. À, khổ không? Mà chính chúng ta, chính những người Phật tử chúng ta, thì đám cưới cũng mời mấy thầy, đám qua cũng mời mấy thầy, mắc gì đâu mời. Đám cưới mời tới chúc phúc mà tôi nói thiệt quý vị nha, tôi nói thiệt quý vị, tôi giảng cái bài mà ý nghĩa của lễ hoàn thụng á, ý nghĩa của cái nhẫn, ý nghĩa của cao trào, ý nghĩa của việc lên đèn, ý nghĩa của việc lên hương, nó hay lắm, nhưng mà hạn kỳ sao. Chứ còn kỳ này không nói được, không nói nhiều được à, nói vậy mà mới đông mới hết giờ rồi. Bây giờ là chưa đã như thế đó, chúng ta thấy từ nay về sau đó, đám nào sinh nhật mời mấy thầy, đám cưới mời mấy thầy, đám ma mời mấy thầy, đám giỗ mời mấy thầy, tôi mời mấy thầy, đầy tháng mời mấy thầy, không sao hết, đúng không? À, miễn là có cơm chay, thậm chí uống nước trà cũng được nữa. À, thậm chí không có cơm chay, tôi uống nước trắng thôi cũng về cũng được, không sao. À, thực
ra quý vị biết không, nếu mà quý vị nó đám cưới đó mà mời mấy thầy về tổ chức, quý vị tổ chức đám cưới trong chùa đó là có phước vô cùng, mà cái cặp hôn nhân đó nó hạnh phúc bền vững ghê lắm. Bởi vì sao? Bởi vì vô đó quý thầy mới chỉ cho nó, muốn vợ muốn hạnh phúc thì vợ phải làm điều gì, chồng muốn hạnh phúc thì chồng phải làm điều gì, vợ chồng muốn hạnh phúc phải vợ chồng phải làm cái gì. Nhưng mà dạ, nói cái để kỳ sau giảng mà giờ này lộ tẩy lộ bại trời. Đấy, nhưng mà tôi nói là như vậy, quý vị phải cố gắng từ nay về sau, cố gắng thuyết phục, thuyết phục con, thuyết phục chồng, thuyết phục sư gia để đưa vào trong chùa mà cho mấy thầy làm lễ hoàng thượng. Bởi vì làm một lễ đó, một giống bốn lời quý vị, tôi nói thật, thứ nhất là được mấy thầy cầu nguyện bình an, thấy chưa, trên có Phật chứng minh, có Long Thiên hộ pháp chứng giám, tụi nó phát nguyện, không? Hai đứa nhỏ nó phát nguyện, nó đâu dám đâu, đúng không? Mình nói dối nhau gì được, cái đâu dám dối ai thì được, nhưng mà đâu dám dối Phật, dối tổ. Mà nó Phật tổ xa quá, bên sau thì có cả khuất mặt, khuất mài ở xung quanh đây, cũng đâu dám dối. Từ đó nó tạo thành một cái năng lượng để đôi trẻ sống rất là hạnh phúc. À, tôi nói, cái ông anh của tôi á, ông nói với tôi, thầy, cái con bé đó, cháu đó, giờ nhà ở ngoài quê, giờ hai đứa nó ở trong này, mà nó muốn làm lễ đám cưới, mà làm thế nào thầy? Tôi kêu, ở vô đấy chùa, thầy ló, muốn có cơm chay, tao cho luôn, xem như là tiền tao đi đám. Vô tôi tổ chức cho cái lễ đám cưới, trời ơi, ông nói, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Đám cưới ở bên ngoài không bao giờ được như thế này. Đám cưới bên ngoài là vô cái là vô chứ không có đạo lý gì hết, không có truyền tải gì hết, không có để cho tụi nó phải thề non hẹn biển. Ai à, rất là hay à, không phải là tôi quảng cáo đâu ha. Nhưng mà nơi những quý vị nhớ điều đó, chúng ta hạnh phúc nó ở ngay chúng tâm tầm tay chúng ta à, để sống hạnh phúc chỉ cần buông xả nó ra. Buông xả ra là thoải mái liền. Ai muốn buông xả được phải học, học cách buông, buông xả. Hồi nãy giờ là quý vị đương học cách buông xả. Ai thấy giờ học cái bà già bán da chai đó, đó là một cách buông xả. Buông xả từ lòng tham tới cái lòng à, lòng tự ái cá nhân. Ai, từng cái một, từng cái một. Chúng ta phải học hết quý vị. Không học là không biết. Có nhiều người Phật tử mình nói ngon lắm. Con cả đời con không làm ác, cần vô chùa tu tâm là được. Tâm nào tu? Hồi nãy quý vị tu mấy chục năm rồi, tôi hỏi tâm nào quý vị tu ở đâu? Tu tâm, tôi hỏi tâm gì quý vị biết không? Không biết. Thậm chí bây giờ tôi cũng chưa biết cái tâm tôi nữa. Tôi nói thật, bởi vì bây giờ nó nhiều, nó loạn sẽ ngâu trong đây. Tâm tham có không? Có. Tâm sân có không? Có. Tâm si có không? Quá nhiều luôn chứ không phải là có. Thấy chưa? Ai ai mà nó đụng tới mình cái là mặt mình nó đỏ lên, con mắt mình nó trợn ngược lên liền ấy, đúng không? Thiệt chứ. Ai này, thành ra cái tâm sân của chúng ta nó dữ dội lắm. Mà muốn quý vị biết không, tổ dạy nhất niệm tâm sân khởi, muôn nghiệp chướng khai khai môn. Một niệm tâm sân nổi lên thôi thì muôn cửa nghiệp chướng nó mở ra. Người ta chém nhau, người ta đánh nhau, người ta bị tù tội là do đâu? Do sân. Mà đặc biệt cái thời đại này nó sân một cách rất là vô lý. Cái đời này nó sân vô lý lắm quý vị. Ngày xưa nó người ta dễ, cái chuyện gì nó đáng người ta mới giận. Còn bây giờ nó, cái thời đại bây giờ nó ăn cái chắc gì không biết mà nó nóng nảy vô cùng. Nó nóng nảy vô cùng. À, nó nóng nảy vô cùng. Đi nhậu, rượu không nhậu. Bạn hồi nãy trước khi nhậu là huynh là đệ. Mày đi nhậu với tao? Không đi. Vậy là mày khinh tao hay sao mày không đi? Quánh. Quánh là họ đâu có để hai tay xông khói. Quánh lại. Họ quánh lại, mình quánh họ đau ít. Họ quánh lại mình đau, đau nhiều. Nghe đau quá, rút dao ra đâm. Vậy là vô tù. Thấy chưa?
Không, bởi vậy quý vị phải đi tu thiệt nhiều. Để làm gì? Để học cách kiềm chế tâm sân của mình lại. Bây giờ tôi nói quý vị là quý vị học từng bước một, từ đầu là kiềm chế tâm sân, tới bước thứ hai là hóa giải tâm sân. Đấy, nó có những phương pháp như vậy. Bởi vậy họ kêu mấy ông thầy chùa làm gì ngồi mát ăn bát vàng. Chứ không, thực ra là quý thầy ngồi mà quý vị phải suy nghĩ làm thế nào đó để giúp cho quý vị. Như chẳng hạn tôi nói thật quý vị, đi xuống đây giảng cho quý vị, tôi phải mất 3 đêm mà không phải mất 3 đêm suy nghĩ không đâu. Mà đi, thậm chí đi trên đường cũng suy nghĩ, mình xuống dưới Bảo Liên lần đầu tiên mình không biết nói gì đây. Tôi nói thiệt, tội nghiệp lắm quý vị. Tôi nói thật chứ, không biết nói gì đây. Mà nghe nói ông Hòa Thượng trụ trì là vị giảng sư nữa. Lớ quớ là mình nói bậy là chết đó nghe. Tôi nói thật chứ. Nhưng mà tôi có đi dạy rồi, tôi dạy á, xong tôi dạy cho tăng ni á, ở huyện, trong huyện đó. Thì trong đó có cái bài gọi là người giảng sư đó, thì trong đó phải có là thông giáo điển. Thì tôi nghĩ mình học gần 30 năm nay rồi thì không thông ít, không thông nhiều cũng thông ít, quên. Thế nên nó lộn là cái thông không thông ít cũng thông nhiều, chết rồi. Không thông nhiều cũng thông ít ít rồi. Hy vọng là xuống đây mình đừng nói sai. Thành ra suy nghĩ nhiều lắm quý vị. Thành ra nhờ cái tư duy đó mà quý vị biết không? Họ nói là 100 người mằng không bằng một phần người tính. Thấy chưa? Mà tính là bằng gì? Bằng cái đầu. Thành ra làm việc cái đầu nó khổ hơn là lao động tăng trai nhiều lắm. Bởi vậy ráng làm thế nào mà quý vị bữa nay 100 người nhận mà có một mình tôi cho, làm sao phải cho khắp. Mà may mắn quá, trong này gần 100 người ai cũng hiểu được tôi nói hết. Đúng không? May mắn quá. Chắc là do quý vị thông minh chứ không phải là do tôi giỏi ha. Thiệt chứ. Do quý vị thông minh. Thông minh thành ra không thông minh sao nhận biết được. Thành ra chúng ta biết ngồi chịu khó lắng nghe ông thầy ông chia sẻ những phương pháp, nhưng mà về là có lợi cho ai? Cho mình. Họ kêu là nghe nó thì nhận, nói là cho. Gần 50 mấy năm mình gặp nhau mà cũng thấy dễ thương hả chứ hỉ. Đấy, chúng ta nói rất là đơn giản quý vị, tu không có gì khác. Quý vị đừng có nghĩ là nó ghê gớm gì hết. Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa tới. Ăn trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Đó, quý vị thấy không? Sáng giờ mình hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Trò hạnh phúc, thầy hạnh phúc, chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Đây, cái hạnh phúc nó rất là đơn giản, đâu có tốn kém gì nhiều đâu, đúng không? Sáng cao tay là mỗi người gom chừng 20 ngàn để ra hỗ trợ tiền điện, tiền nước thôi, chứ đâu có tốn kém gì nhiều đâu. Mà chúng ta hồi nãy giờ cười quá trời rồi, đúng không? Cười, mà cái cười này là cười hạnh phúc quý vị. Còn cái cười mà mình xem hài mình cười, nó là không phải cười hạnh phúc. Mình thấy nó tắt cười quá mình cười. Chứ còn cái cười này là cười hạnh phúc. Bởi vì cái cười mà khi nghe pháp cười đó là mình hạnh phúc, bởi vì mình tâm đắc được những điều ông thầy chia sẻ. Quý vị có tâm đắc không? Có, đúng không? Đó là quý vị tuyệt vời lắm. Tôi nói thật, quý vị tuyệt, quá tuyệt vời luôn. Cái gì nữa? Nghe nói mình tuyệt vời là đã lắm. Ông Phật mình cũng như là, tôi nói là trên cả tuyệt vời. Vậy mà có một số người Phật tử đó, cho là đạo nào cũng tốt cả. Thành ra Phật đản thì họ không biết. Mà nô anh thì họ đi chơi. Họ ham vui. Chứ thực ra những người đó họ không hiểu gì đạo cả. Họ không hiểu Thiên Chúa, cũng không hiểu Phật giáo. Thành ra chúng ta là những người Phật tử, chúng ta có hiểu biết. Chúng ta phải biết. Không thể đi hai thuyền cùng một lúc. Dứt khoát là vậy. Nếu quý vị đi hai thuyền cùng một lúc, quý vị là văng sông nước, đúng không? Quý vị có khi nào đi hai thuyền cùng một lúc không? Không bao giờ được đi. Bởi vì đi như vậy là rớt xuống sông ngay. Tôi là dân miền núi nè, mà tôi vẫn biết điều đó.
Thành ra dứt khoát chúng ta theo Phật là theo Phật mà thôi. Tìm hiểu Phật giáo lý cho nó sâu, tu nó cho chắc chắn. Còn ai nói ngược nói xuôi gì kệ họ, có bên ngoài có vui gì đâu kệ họ. Tại sao mình không ý thức ông cha mình là quá tuyệt vời, tuyệt vời tới mức là từ A Tỳ địa ngục mà tu cho tới thành Phật. Mà ngài tu thành Phật rồi mà ngài rất là khiêm nhường. Có khiêm nhường không? Có. Ngài nói các quả vị đó là dành cho những người giác ngộ, chứ không dành cho riêng ta cả. Các ngươi mà tu tập như ta thì các ngươi cũng sẽ được quả vị giác ngộ như ta. Trời ơi, ông Phật cũng vừa dễ thương mà vừa tuyệt vời. Bởi vậy tôi thương ông Phật lắm. Tôi nói thiệt, tôi thương Phật lắm. Quý vị có thương Phật không? Có, nhưng mà thương có mấy phần trăm thôi. Tôi bảo đảm vậy, bởi vì về bước ra khỏi cổng chùa Bửu Liên đây, chiều nay bước ra khỏi cổng chùa Bửu Liên đây là lớn quá quên Phật liền. Bởi vậy tôi về tôi mới khuyên Phật tử vậy đó. Tôi kêu thế này nè, Phật tử mình muốn hạnh phúc đó, muốn sống hạnh phúc mà muốn về với Phật á, thì ôm Phật ngủ, rủ Phật đi chơi, ngày đêm sáu thời đều không rời Đức Phật. Đây, quý vị được như vậy quý vị sẽ hạnh phúc. Tôi bảo đảm nếu quý vị làm như vậy đó mà quý vị không có hạnh phúc, quý vị lên Bình Chánh vô chùa Tự Văn kiện tôi. Tôi nói thật, kiện mấy tôi cũng theo hầu hết. Bảo đảm ôm Phật ngủ, đi ngủ niệm Phật, không ngủ. Nhưng mà ngủ niệm Phật niệm cái gì? Mình biết rằng dép lên giường xuống giường là biệt. Bây giờ mình bỏ đôi dép mình leo lên giường, nhưng không biết ngày mai mình có mang lại đôi dép đó không. Thì như vậy mình bây giờ mình đừng có nghĩ gì xa xôi hết. Mình phải lo mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong giấc ngủ mình niệm 10 niệm mà nó chuyên nhất, thì lỡ mình có đứt bóng thì ông A Di Đà phóng quang rước liền, đúng không? Là hai. Rồi ôm Phật ngủ, rồi rủ Phật đi chơi nữa chứ. Trời ơi, có nhiều người cái trời ông thầy, trời ơi đất hỡi, ông nói đi chơi mà rủ Phật đi. Tôi kêu xong đi, thậm chí đi nhậu rủ Phật đi nữa. Tôi hỏi sao lại đi nhậu rủ Phật đi? Nhậu rủ Phật đi là chỗ nào? Rủ ông Phật của mình đi, rủ ông Phật của mình đi, rủ ông Phật của mình đi để làm gì? Để ông nhắc mình đừng để sai xỉn. Rượu vào lời ra, rượu vào là cảnh sát giao thông nó thổi tiếp vô cái là mất 500. Như vậy mình biết uống rượu là sai, mà như vậy nó thì mẹ rủ Phật đi chơi thì Phật cản mình không cho mình uống rượu nhiều. Thấy chưa, rất là hay. Ngày đêm sáu thời đừng có xa rời Phật. Phật là cái tánh giác ngộ mà, đừng có xa rời cái tánh giác ngộ thì chúng ta sẽ giác ngộ mà thôi. Không sớm thì chạy, không hạnh phúc hiện tại thì hạnh phúc trong tương lai. Dứt khoát là chúng ta có hạnh phúc. Nhớ tới Phật, tưởng tới Phật để biết làm gì? Để biết ngài không có tham. Ngài không tham. Mình là gì? Mình là Phật tử. Phật tử là con Phật. Như vậy ông cha mình nói gì? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đúng không? Ít ra giống ông chút chứ. Ông không có tham gì hết trơn á. Thì mình chừng có tham cũng được, mình con mà, mình tham cũng được. Tham 70-80% thôi, bớt 10% được rồi. Thấy chưa? Như vậy mình bớt lần lần. Bớt tới khi nào mà hoàn thiện, không còn tham, không còn sân, không còn si, thì chúng đó lúc đó chúng ta ngồi trên Bửu Liên. Bửu Liên biết đâu không? Đây nè. Thấy chưa? Bởi vậy quen không biết mình ngồi ở đâu. Đó, nãy giờ nghe ông thầy nói sai xưa quá, không biết. Ông thầy nói Bửu Liên mà mình không biết mình nữa. Đấy, ngồi đây, đừng ngồi đây. Thành ra chúng ta cố gắng ngồi ở Bửu Liên thiệt nhiều. Hãy ngồi Bửu Liên nhiều chừng nào thì hạnh phúc nhiều chừng đó. Đây, ngồi ở Bửu Liên đi nhiều chừng nào thì sam sân si của mình nó diệt nhiều chừng đó. Nhưng mà cái không phải cái chùa ngang thầy nói ngồi Bửu Liên thành ra con ngồi cái chùa này thôi, con không có đi chùa nào hết. Thì không phải, tất cả các chùa đều là Bửu Liên cả. Nhưng mà sao ông hòa thượng đây ông tuyệt vời quá, ông lấy cái tên Bửu Liên ông đặt thôi.
Chứ còn thì chùa nào cũng là mục tiêu hướng chúng ta đến giải thoát, để chúng ta ngồi trên tòa hoa sen. Quý vị về mở cái đĩa, mở Thích Đạt Lý trên YouTube đó, Thích Đạt Lý, thì là sẽ nghe lại cái đĩa giảng của tôi á, cái bài giảng của tôi về ý nghĩa hoa sen đấy. Đúng ra là bữa nay tôi xuống tôi giảng cái chữ ý nghĩa hoa sen, nhưng mà ý nghĩa hoa sen đã giảng rồi, thành ra là không dám giảng, không muốn giảng lại, bởi vì muốn là bây giờ lên làm giảng lập quá, họ cái ông thầy không có đề tài gì, ông giảng hoài hoa sen đó. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì hiện kỳ nghe lại, mà muốn bữa sau thực tế, muốn nghe nhạc sống đó, thì bữa sau nói ông hòa thượng, thầy kêu ông thầy đó xuống lại giảng lại đi. Ý nghĩa thì tôi xuống đây tôi sẵn sàng hầu quý vị ha. Mỗi lần giảng là mỗi lần khác, chứ không phải là mỗi lần là giảng là giống nhau. Cũng ý nghĩa hoa sen đấy, nhưng mà mỗi lần tới miền Trung trồng sen nó khác, mà tới Cần Thơ trồng sen nó khác, đúng không? Bởi vì cái đất Nam Bộ trồng sen nó khác, mà đất miền Trung nó khác. Quê tôi nước mặn đồng chua mà, thành ra trồng kiểu khác, mà về đây trồng kiểu khác. Thành ra cũng cái đề tài đó, mà đi xuống Cần Thơ giảng khác, mà đi về thành phố Hồ Chí Minh giảng khác. Không phải cái ông thầy nhiều chuyện đâu nha, ông nói tiền hậu bất nhất, ông chỗ kia ông giảng khác, chỗ này ông giảng khác. Không phải, tùy căn cơ, tùy trình độ của chúng sanh, tùy dân địa phương ở nơi đó, tâm tính họ như thế nào, thì mình sẽ giảng như thế đó. Tôi nói miền Nam mình tuyệt vời, đó là cái tâm người miền Nam rộng rãi lắm, thoải mái lắm. Thoải mái tới mức là chợt chạc, rộng rãi quá. Thành ra gần như là đôi lúc đi tới chỗ hời hợt. Nói dạng vậy đó. Tôi nói thật, không phải là tôi chê quý vị đâu, nhưng mà rất ca ngợi quý vị. Nhưng mà có nghĩa mình dễ dãi, nhưng mà đừng để hời hợt. Phóng túng, phóng tố, khoáng, chứ đừng phóng, phóng túng. Đấy, nó là vậy. Nhắc nhau thôi. Chứ người miền Trung chúng tôi thì kỹ tích, tích cốc phòng cơ, ăn làm ra 10 đồng thì phải để dành đó, là 8 đồng, còn ăn dĩ nhiên có 2 đồng thôi. Còn người miền Nam thì chơi tới luôn. Không, cái này tôi nói thật đó, tâm lý mà. Thành ra đôi lúc là họ nói là miền Trung miền Bắc đó thì ăn lúa rục, mà miền Nam là ăn lúa non, tức là lúa chưa gặt gì bán hết rồi. nói là xin lỗi quý vị nha, nhưng mà đây là tâm lý mà mình kệ nó, có dư giả gì dư giả, nhưng mà mình phải để đề phòng lại một chút, giữ gìn một chút, để khi mà thắt cơ lỡ vận, khi mạnh còn lo cho khi ốm, thấy không? Khi có việc cần phải để dành lúc thất nghiệp. Đấy. Khi tuổi trẻ cần phải để dành cho tuổi già, và khi ta sống chúng ta phải để dành cho ta chết. Hành trạng để dành cho ta chết là để dành cái gì quý vị biết không? Đúng, để dành công đức. Mà ai hiểu chữ công đức sao, nói nghe coi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, nó biết để dành công đức. Công là phải công, phải làm. Đây thầy, hồi nãy giờ quý vị nói đúng, nhưng mà nó mới đúng có một phần ngàn thôi. Công đức họ gọi là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Đó là hai chữ công đức. Nội hoằng bất niệm chi công, tức là hàng ngày mình phải soi lại trong thâm của mình, phản quan tự ký của mình coi thứ tâm mình tham chỗ nào mình bỏ tham, sân chỗ nào mình bỏ sân, si chỗ nào mình bỏ si. Đấy, đó là mình nỗ lực mình tu thì giữ cho cái tâm thanh tịnh, gọi là nội hoằng bất niệm chi công. Một niệm niệm khởi sinh đều phải làm chủ nó. Đấy chưa? Ngoại hoằng bất tranh chi đức, bên ngoài làm việc rất là nhiều, nhưng mà không tranh hơn tranh thua với thiên hạ, nên gọi là đức. Quý vị người nào, quý vị thấy người nào mà tu tập đường hoàng, biết khiêm cung, biết nhã nhặn, cái người đó có đức ghê, đúng không? Đó như vậy, công đức là như vậy, công đức là như vậy, là để mới để dành. Cái công đức này lửa không cháy được, nước không trôi được, giặc không cướp được. Vậy mà cái mình giữ được
lửa không cháy được, nước không trôi được, giặc không cướp được, mình lại quay, mình không lo tích trữ. Ngược lại, nhà, tiền của thì sao? Nhà cháy được không? Cháy. Nước trôi không? Trôi. À, tiền của bị cướp không? Cướp. Đấy, mà thứ đó mình lo mình giữ, mình làm, tạo ra cho nó nhiều. Để rồi cuối cùng sao? Công đức không có, nhà cửa cũng cùng không có, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Đấy, thì như vậy, hôm nay chúng tôi đến đây chia sẻ với quý vị. Đúng là chúng tôi nói nhiều nữa, nhưng mà sợ là không đủ thời gian. Quý vị ngồi lâu mệt mỏi, lỡ quý vị có mệt mỏi quá thì niệm tình tha thứ cho bằng tăng ha. Mong rằng chúng ta từ nay luôn luôn sống được hạnh phúc, bởi vì chúng ta là người biết tu và học và tu. Đấy, có như vậy thì chúng ta mới biến tịnh độ, biến ta bà quế trược này thành tịnh độ. Đừng có đi đâu xa hết quý vị, đừng chờ vãng sanh mới hạnh phúc, phải không? Chúng ta hãy hạnh phúc ngay tại trong thực tại, bởi vì Đức Phật nói rồi, nhân hiện tại là cái quả tương lai. Nếu như chẳng hạn quý vị hiện tại tu tốt thì dứt khoát bữa sau ông Di Đà không phán thì quý vị cũng tự bay về. Tôi nói thật, đủ lực rồi mà. Quý vị thấy tên lửa không? Nó bùm dưu là bởi vì nó trong nó đủ lực, đúng không? Chứ đâu có từ trên kia cao xuống, đúng không? Do đó khi đủ lực rồi thì Di Đà hay Quan Âm hay Thế Chí quen lỡ có Phật sự, họ không kịp rước mình thì mình cũng bùm dưu về nữa đó. Đồng ý không? Vâng. Rồi thôi thì bây giờ còn mấy phút nữa, quý vị có thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Rồi A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh Diệu Trơn, xin kính chào Thượng Tọa và cung kính đảnh lễ Thượng Tọa. Và Diệu Trơn cũng xin kính chào tất cả quý anh chị đồng tu thính pháp sáng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa, con có đôi lời trước khi con đặt câu hỏi. Hồi sáng này á, nhà con thì buôn bán, con rất là bận biểu, và con cứ nửa muốn đi, nửa muốn không, nửa muốn đi nghe pháp, nửa muốn không nghe pháp. Mà đã 10 phút nữa 7 giờ rồi mà con còn chưa có ra đi. Không biết sao, tự nhiên gần 7 giờ con xếp áo choàng, con bỏ vô giỏ, con chạy thẳng đến chùa. Hôm nay gặp được Thượng Tọa đúng là nhân duyên. Qua lời giảng của Thượng Tọa con rất vui và hạnh phúc. Con kính mong Thượng Tọa nếu được Hòa Thượng thỉnh mời Thượng Tọa thường xuyên về Quan Lâm Bủ Liên để chúng con được nghe những lời pháp của Thượng Tọa rất là thực tế. Con thành kính cảm ơn Thượng Tọa. A Di Đà Phật. Và câu hỏi của con như thế này, qua lời giảng Thượng Tọa có giảng nói lượt ngang về trí tuệ, thì con suy nghĩ trí tuệ và trí huệ cũng rất quan trọng trên bước đường tu tập của chúng con. Như vậy để phát triển trí tuệ và trí huệ trong tâm con, trong tiềm thức của chúng con càng ngày càng được tinh tấn và phát triển, thì chúng con phải tu tập như thế nào? Kính trên Thượng Tọa hướng dẫn cho chúng con phương pháp tu tập. Con thành kính tri ân Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật tử rất là nhiều. Lời hỏi trước hết là khen, tôi mừng quá. Bữa nay đi xuống thức cầu sáng 3 giờ sáng dậy, phải chờ 4 giờ sáng tới xe tới nước đi. Thành ra là xuống đây cũng không uổng công là quý vị nghe được, vậy cũng mừng. Tiếng nhất nó là cô mà sở dĩ mà đến được với buổi nghe pháp nữa này gọi là nhân duyên. Tổ xưa có dạy thế này, khi xưa chắc có nhân duyên chứ đâu ai dễ chèo thuyền tới đây. Hay. Thành ra chúng ta có mặt với nhau, chúng ta đến với nhau, chúng ta nói nhau, nói ra mà cùng nhau nghe được. Như vậy là chúng ta đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ kết duyên với Phật Pháp bền lâu hơn. Rồi còn cái câu của cô muốn hỏi rằng làm thế nào để tu tập để mà phát nguyện trí huệ. Thì thật ra trí huệ của chúng ta đó, cái bài này đó là tôi giảng ở trong cái câu, cái bài ý nghĩa thờ Phật là vì hai cái ngọn đèn. Thực ra trí tuệ chúng ta không cần phải phát triển gì cả. Trí tuệ của chúng ta nó vốn sẵn rồi. Nhưng mà vì sao nó không có sáng? Là vì vô minh nó che.
Mà vô minh nó bởi vì cái gì? Bởi vì tham sân si nó nhiều quá, thành nó che mắt đi. Như chẳng hạn đó, khi sáng cô muốn đi, nhưng rồi cô cũng muốn ở nhà. Bữa nay đi đó, không nghe pháp đó, thì nó tiếc. À, không được vui, không được vỗ tay dài bật cái. Nhưng mà nếu đi đó, thì nó lỗ bữa giờ, nó mất mấy trăm ngàn, tiếc thiệt là tiếc. À, nhưng mà hy vọng rằng thầy cũng trả được cho cô mấy trăm ngàn buổi hôm nay. Thì nó là cái này đó, là đây là trí huệ của cô. Ông thầy của cô đã khiến cho cô đó, ông thầy trong chính mình đấy, khiến cho mình đi nghe pháp. Bữa nay phải đi nghe pháp mới được. Cái này là cái năng lực chính trong chính chúng ta. À, bởi vì trăm ngàn, 500 ngàn, thậm chí buổi hôm nay chợ, quý vị có thể là đi chợ có thể lời 1.500.000. Nhưng tôi nói với quý vị nghe là cái thời nghe pháp này không có được. Bởi vì không phải là tôi nói là những gì ghê lắm, nhưng mà bởi vì sanh tử nó vô thường, bất biết đâu, biết đâu ngày mai tôi chết không trở lại được nữa, đúng không? Thì đâu có truyền pháp thế này. Mà như chẳng hạn lỡ mai cô có việc gì thì cô cũng đâu có kịp nghe pháp đâu. Thành ra có nghĩa là chúng ta còn sống ngày nào, giây nào, phút nào, nỗ lực tu tập không ngừng. Như vậy chúng ta sẽ làm ngọn đèn trí tuệ chúng ta nó sáng dần lên. Mà khi ngọn đèn trí tuệ của chúng ta nó sáng lên được rồi, thì lúc đó tự khắc chúng ta giải thoát. Ánh sáng đến thì bóng đêm lìa xa, không có đâu gì mà khó khăn cả. Chúng ta nỗ lực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, Ngài không quản đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, thương tưởng đến đạo tràng của chùa Bửu Liên mà quay về đây để ban bố cho hàng Phật tử của đạo tràng Bửu Liên những lời pháp thoại thật là vi diệu để chúng con nương theo trên bước đường tu học, tu nhân bòn phước để tìm về biển Tây Phương tịnh độ. Qua đó Ngài cũng nâng cao được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo để chúng con biết được nơi chúng con đang tu học có một vị ân sư luôn khả kính dạy bảo chúng con, luôn dìu dắt chúng con trên cuộc hồng trần này. Trước những lời pháp và những hướng dẫn của Thượng Tọa, chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa sức khỏe dồi dào và đủ duyên lành quay lại hướng dẫn đạo tràng chúng con những lời pháp thoại sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân. A Di Đà Phật. À, thôi bây giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.